nắng đấy. Đâu phải kéo từ trên xuống. Tương đối là đẹp mắt đấy. Thế của em là nó bị thường cái phần trắng như này. Không phải là do cái em do có em dùng sản phẩm. Cái màn hình bị co lên nó như thế. Đây là cái trang home của chúng em đã sử dụng thành công như thế này. Thì đây sẽ đón em sẽ hướng tới phần này là phần tin tức. Cái tin tức hình ảnh của các bạn tin tức. Và bây giờ những sản phẩm mới nhất mà chúng em đã có thể nhập hàng về sẽ show lên. Thì bây giờ em sẽ đóng vai là một người đi mua hàng. Đầu tiên là sẽ là đóng vai là một người khách bán lai nhỉ. Thì giả dụ em chưa có tài khoản. Em ví dụ em xem một sản phẩm như thế này. Click vào đây thì nó sẽ thông tin chi tiết. Em mua sản phẩm này sẽ thêm vào giỏ hàng. Thì ở trên cái đây, thêm đây giỏ hàng đây sẽ có thêm sản phẩm số 1. Tức là các sản phẩm liên quan à, sản phẩm liên quan thì chúng ta sẽ show theo từng cái sản phẩm. Vì là ở đây thì chúng ta sẽ show tất cả những cái về danh mục về phụ kiện, đó là thẻ nhớ. Lúc đấy bọn em show theo category, tức là theo từng hãng. Có là kiểu như là đây là show theo đây là phụ kiện. Thế bây giờ một cái category là điện thoại, cái category là thẻ nhớ thì bây giờ em bỏ là nó liên quan thì em sẽ làm ra để liên quan. Thế là đấy, cái thì bọn em đang cố gắng xây dựng để sao cho nó làm sao để liên kết chặt chẽ, nhưng mà hiện tại bọn em chỉ sâu được theo cái kiểu là phụ kiện hay là điện thoại thì Samsung hay là cái gì. Thế nên làm nào để mà bên này là điện thoại thì bên này không phải là USB mà nó chỉ là thẻ nhớ thôi được đó. Thì đầu tiên thì cái phần sản phẩm liên quan này thì chúng em sẽ đã có cái dự định là sẽ sâu tất cả những sản phẩm nào và được các lượt xem nhiều nhất. À, có được xem được rất ở trong những xem nhớ thì nó lại là của cái khác. Bây giờ đang hỏi cái sản phẩm liên quan kia. Liên quan thì ở đây có thể là khi mà người ta đang xem điện thoại thì người ta có thể đang quan tâm đến những cái điện thoại khác chẳng hạn. Chứ em lại cái phần mà các thẻ nhớ thứ thì được, nhưng mà cái mà người ta đang quan tâm nhất bây giờ là người ta đang quan tâm đến những cái điện thoại cơ. Tức là bọn em vẫn chưa xây dựng được theo kiểu liên quan, tức là người dùng xem những sản phẩm nào, và em mới chỉ làm tạm này thôi. Theo tiêu chí thì sau đấy. Không, thực ra thì cái sản phẩm liên quan thì chính là nó các sản phẩm ở trong cùng cái category của nó thôi. Ví dụ như là điện thoại thì là bên này hiện điện thoại và bên này là thẻ nhớ thì bên này cũng phải thẻ nhớ thôi. Chứ không phải là bên này điện thoại bên này thẻ nhớ nữa. Đó. Thì tiếp theo thì bây giờ sau khi ví dụ thích sản phẩm này, thêm vào một giỏ. Thì sau khi sản phẩm đã hiện đây, bây giờ muốn thanh toán. À, ở đây là sẽ có tất cả thao tác số lượng, giá và thao tác. Nếu mà mình muốn mua các sản phẩm nhiều hơn một thì có thể thay đổi đây. Đây đã công nhận trên giá. Trên giỏ hàng dưới kia thành hai rồi. Trên giỏ hàng lên thành hai. Thì bây giờ nếu mà người dùng muốn là nó trực tiến thì ấn nó tiếp tục. Ở đây nếu mà người nào có tài khoản rồi thì nó sẽ đáp ứng trực tiếp và thanh toán. Còn nếu mà người ta chưa có tài khoản thì sẽ đăng ký tại đây. Ví dụ em chưa có tài khoản sẽ đăng ký một tài khoản. Hiện tại đã đăng ký thành công. Bây giờ muốn sử dụng tài khoản nào thì chúng ta phải vào Gmail để kích hoạt cái tài khoản đấy. Có gửi cho sang Gmail hay không? Có được này. Ờ chứ được rồi, thế thì đăng ký cho tôi một cái. Tôi muốn thử ngay ở đây. À không, nhưng mà như thế thì như vậy cái website của bạn chỉ ở trên máy thôi đó. Được rồi, tôi chỉ muốn kiểm tra xem có gửi được thư chắc chắn thôi. Để ở đường thư đây. Đã có một cái link tài khoản đấy. Ok, rồi. Ấn kích vào thì nó sẽ hiện ra tài khoản bạn đã kích bạn. Bây giờ em đăng ký lại một cái tài khoản hai gì đấy. Cho tôi đúng không? Đấy, tên trước à? Rồi tên Hiếu, dưới là họ à? Trần. Trần Trọng. Địa chỉ à? Địa chỉ 25 Nguyễn Thị Thập. Ok.
huyện quận huyện là Thanh Xuân đó, Thanh Xuân Hà Nội rồi quốc gia Việt Nam. Rồi quốc gia Việt Nam. Rồi. Email là Trần Kiều. Em nói Trần Tây. Trần Tây. 2005 A cộng gmail.com. Cái này sang Yahoo cái gì có được không? Em đã thử chưa? Hay là nó chỉ được với em? Chỉ có tài khoản gmail thì em có. Ok rồi. Rồi. Mật khẩu. 12456. 7 là được. Tại sao là A chỉ hơn 6 à? Rồi. Ok. Thì rồi có, nhưng mà đúng rồi, nhưng mà cái phần form name của em là nó vẫn chữ name thôi, không có cái gì cả. Thì tốt nhất là đây, tức là cái người gửi ấy, thì ngoài cái email của em ra là Vĩnh Huy cái gì đấy đúng không? Thì cái phần đầu của nó vẫn là chỉ chữ name thôi. Bây giờ em phải được đổi tên thành smartphone, smart home shop hay là cái gì đấy chẳng hạn, đúng không? Đây là nó mỗi có chữ home này, đúng không? Có chữ name ấy. Thì bây giờ mình được không? Tốt. Bây giờ em sẽ đăng nhập. Đấy, em dùng cái gì này, tài khoản của em đang hợp gì vậy? Tại không có rất là... Không có làm. Bây giờ các bạn có thể tiếp tục cái sản phẩm. Sau khi đăng nhập rồi, nó sẽ hiện ra trang checkout là kiểm tra lại thông tin của người dùng một cách chính xác nhất trước khi thanh toán. Nếu mà người dùng ok rồi sẽ ấn vào tiếp tục, sẽ hiện lại cái bảng mặt hàng một lần cuối. Nếu mà đến đây mà khách hàng muốn thay đổi các sản phẩm mình có thể ấn vào open order thì nó sẽ nhảy lại cái trang sổ hàng. Mà nếu mà người dùng đã chắc được cái sản phẩm của mình rồi thì họ sẽ có thể tiếp tục chuyển thanh toán qua PayPal. Đây, ở bên kia sẽ hiện cái thông tin và giá của sản phẩm. Để theo giả sử đây là tài khoản của em thì em sẽ đăng ký và đăng nhập vào. Đây được ở đây nữa. Solo gần 10 cửa hàng của. Và tin tức. Tin tức. Đây. Đây là các sản phẩm đây. Về công nghệ rồi. Tức là công nghệ của. Click vào thì nó sẽ chạy sang Nghe Express. À, tức là em lấy vào Nghe Express sang gì nữa. Vâng, các sản phẩm. Ok. Thế thì cái phần tin tức ở đầu vừa rồi của em có thay đổi không? Hay là nó sẵn em tốt rồi? Có phần quản trị cho phần tin tức không? À, không cần giới thiệu gì hết. À, cái này. Cái này là bọn em thích cứng. Thích cứng nào? Vì là thông tin, tất cả những sản phẩm giới thiệu thì nghĩa là nó có thể thay đổi một số thông tin về địa chỉ cửa hàng.